Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Xuân Nguyên, năm nay mình 8 tuổi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Đại tiệc Giáng sinh. Các bạn có biết không, Giáng sinh sắp đến rồi. Giáng sinh hay còn gọi là Noel là ngày Chúa Giêsu chào đời. Trong Giáng sinh, mình và các bạn có thể đi trung tâm thương mại chụp những tấm ảnh hình Noel làm kỷ niệm, trang trí cây thông Noel, ăn tiệc và cả viết thư cho ông già Noel nữa. Còn mình thích nhất là viết thư cho ông già Noel, bởi vì viết thư cho ông già Noel mình có thể ước những điều của mình cho ông già Noel biết được. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.